thế giới chiến tranh cũng là một thế giới vô cùng phức tạp, có người tốt, kẻ xấu, có nhiều giai cấp khác nhau và đương nhiên cũng có kẻ giàu người nghèo. Chào mừng đến với Chantikers và hôm nay hãy cùng chúng mình điểm ra top 10 những nhân vật giàu nhất trong thế giới truyện tranh Marvel nhé. Vị trí số 10, Matt Murdock, Daredevil. Daredevil là một luật sư, ngành này rất hot ở Mỹ. Không giống như nhiều anh hùng khác xuất thân từ gia đình nghèo, phải đau đầu về sinh hoạt phí, anh đủ tiền để tự trang bị cho bản thân. Ngoài ra, anh còn xử lý nhiều vụ án lớn ở tòa và mang về cho mình những khoản tiền không nhỏ. Vị trí số 9, Emma Frost. Colonel Hendry? Yes, ma'am. Emma Frost. Với khối tài sản ước tính lên tới 3 tỷ đô la Mỹ, khoảng 60.000 tỷ Việt Nam đồng, cô nàng dị nhân này là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc điều hành của một tập đoàn điện tử khổng lồ. Năng lực tâm linh cũng như trí thông minh siêu nhiên của cô đóng góp một phần không nhỏ cho thành công này. Excellent question. Though I wouldn't call it a war exactly. Which is alarm, Charles Xavier, Professor X. Giáo sư Charles Xavier là một trong những nhà lãnh đạo nổi tiếng nhất trong lịch sử comic. Lãnh đạo về cả chính trị cũng như tinh thần của giống người đột biến gen, Xavier sở hữu khoảng 3,5 tỷ đô la Mỹ, khoảng 70.000 tỷ Việt Nam đồng thôi. Với khả năng đọc suy nghĩ, thậm chí điều khiển người khác, việc Professor X giàu có tới như vậy quả không có gì khó hiểu. Charles Xavier có một tuổi thơ được sống trong nhung lụa nhờ công việc nghiên cứu về năng lượng phóng xạ của cha mình. Sau này ông còn thừa kế một khối tài sản khổng lồ, bao gồm cái biệt thự to tổ chảm mà cuối cùng được sở thành ngôi trường chuyên cho học sinh đột biến. Nếu không dồn hết tâm huyết và sức lực vào công cuộc giải hòa xích mích giữa loài người và người đột biến gen, có lẽ ông đã đứng hạng cao hơn trong danh sách này. Vị trí số 7, Norman Osborn, Green Goblin. Trước khi Norman Osborn gặp tai nạn, hắn nổi tiếng là một doanh nhân giàu nứt đố đổ vách. Osborn theo học hóa học và kỹ sư điện, cũng là đối tác của nhà khoa học Mendelstrom. Cả hai cùng thành lập nên Osborn Chemical, về sau đổi thành Oscorp. Sau đó, Osborn đổ tội cho Strom biển thủ cục quỹ và nắm toàn bộ quyền lực ở công ty. Trong Secret Invasion, Osborn còn sát hại Drew School, rồi trở thành giám đốc của SHIELD, và việc hắn có tham mưu hay không thì vẫn không ai biết. Vị trí số 6, Reed Richards, Mr. Fantastic. Chúng ta đều biết rằng trước đây tình hình kinh tế của bộ tứ siêu đẳng cũng rất bấp bênh. Việc bộ tứ đặc biệt là Reed Richards vấp ngã vài lần là có thật, họ cũng phá sản một hai lần gì đó. Ngoài ra, lúc đầu khi thuê Spider-Man trong truyện Spider-Man số 1, Richards nói rằng họ đã đổ hết tiền vào nghiên cứu khoa học và làm thí nghiệm. Nhưng dù vậy, Richards vẫn kiếm đủ tiền để không những mua được tòa nhà Bax và 4 tháp Freedom Tower mà còn đầu tư vào tổng công ty của bộ tứ siêu phàm mà không phải lo lắng gì về tài chính. Vị trí số 5, Eric Lancher, Magneto. Second World War when there was a shortage of steel, so the foundation is pure concrete and sand, no metal. Khi nhắc đến kim loại thì chắc người thoải mái nhất chính là Magneto. Kẻ thù không đội trời chung của Professor X có một tuổi thơ đầy bất hạnh ở trại Nazi, nhưng nỗi đau của Eric có lẽ cũng được xoa dịu phần nào với đống vàng của Hitler mà hắn lấy được trong khoảng thời gian ở Israel cùng với người bạn cũ Charles Xavier. Ngoài ra, chính phủ Mỹ còn trao cho Magneto cả một quốc gia, chính là hòn đảo Genosha, với hy vọng món quà này sẽ làm hắn ngừng lại nhảy về việc con người không thể sống chung với người đột biến. Vị trí số 4, Victor Von Doom, Doctor Doom. Doctor Doom là một trong những nhân vật thông minh nhất thế giới Marvel, cho nên nếu bỏ qua bệnh ảo tưởng sức mạnh đến điên rồ thì hắn cũng là một nhà tài phiệt với chiến lược kinh doanh cực kỳ sắc sảo. Có thể hắn không sở hữu tới mấy trăm tỷ đô, nhưng con số thật thì cũng chỉ ít hơn chút thôi. Hắn còn có cả một quốc gia của riêng mình, Latveria, một đất nước vùng Đông Âu. Ingenious, your cameras.
Even I have followed your online efforts to keep the Hulk in check. Punished for invading the kingdom of Victor Von Doom. Không chỉ thế, Doom còn xây dựng cả một binh đoàn robot mang hình ảnh của mình nữa. Có nghĩa là đằng sau đó là cả một khoản đầu tư khổng lồ. However, I never managed to trap him in Latveria. Vị trí số 3, Thor. Thor, hoàng tử sấm chớp, con của Odin, vị vua của Asgard, chưa bao giờ phải lo về chi phí sinh hoạt hàng ngày, ngay cả khi là bác sĩ Donald Blake đi vòng vòng khắp thế giới cứu người và chữa bệnh, trông anh không hề giống như một người bị kẹt tiền. Thor có cả một vương quốc riêng, một gia tài riêng ở Asgard khiến anh trở thành một trong số những người giàu nhất Marvel, giàu hơn Doom một chút trong bảng xếp hạng. Vị trí số 2, Tony Stark, Iron Man. Xét về độ giàu có thì có lẽ không cần phải giới thiệu quá nhiều. Ai trong chúng ta cũng đều biết đến Tony Stark thông qua 3 phần phim riêng của Iron Man cũng như 2 phần Avengers mà anh chàng này xuất hiện. Tony Stark được xây dựng như một tỷ phú lắm tài nhiều tật, nắm giữ trong tay tập đoàn Stark trị giá cả trăm tỷ đô. Sir, I'm afraid he's insisting. Gross spine, Jarvis. I got a date. Không chỉ đầu tư tiền vào những bộ sáp đắt tiền của mình, Tony còn là người tài trợ cho các hoạt động của nhóm Avengers và mua lại cả khu vực số 51. Điều này đã cho thấy sự chịu chơi cũng như mức độ giàu có của anh chàng tỷ phú thiên tài tay chơi nhà từ thiện nổi tiếng này. Vị trí số 1, T'Challa, Black Panther. Black Panther là một trong những siêu anh hùng da màu hiếm hoi được xuất hiện trong Marvel Universe. Remove your mask. The new Black Panther is T'Challa, son of T'Chaka. Nhân vật này có tên thật là T'Challa và là người sở hữu vương quốc Wakanda. Một trong những cách T'Challa làm vương quốc của mình trở nên tiếng tăm là nhờ khai thác một nguồn tài nguyên thiên nhiên đáng kể, vibranium, thứ duy chỉ có ở Wakanda. Now look here. Mistake. Khi làm ăn hợp pháp, anh ta có thể thu nguồn lợi mang tới hàng ngàn tỷ đô trong nền kinh tế nước nhà. À còn nữa, anh ta cũng là một thành viên của hội Illuminati trong một khoảng thời gian. Có nghĩa là về căn bản thì người đàn ông này thống trị cả thế giới. Có tiền là có quyền, và Black Panther thì thậm chí còn chẳng đếm xỉa tới cả hai. Đó là top 10 nhân vật giờ có nhất của Marvel. Liệu Bill Gates cần bán thêm bao nhiêu bản Windows nữa thì mới có thể đuổi kịp Black Panther? 10 bạn trả lời chính xác nhất sẽ nhận được phần quà cực kỳ giá trị từ Tentacles. Hẹn gặp lại trong các số tiếp theo. Xin chào! Và sau đây là một số bản xếp hạng mà chúng mình đã thực hiện. Top 10 siêu anh hùng được yêu thích nhất của Marvel. Top 10 bộ phim đáng xem nhất của Marvel. Top 10 siêu năng lực đặc biệt trong thế giới X-Men. Top 10 trận đối đầu kinh điển giữa Batman và Superman. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? Genius, billionaire, playboy, philanthropist.